Sự nghèo khó của bạn đều đã được thiết kế sẵn. Một người 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 60 tuổi nghỉ hưu, thời gian làm việc chỉ có ngắn ngủi 38 năm. 38 năm này chỉ có 14.000 ngày. Trong 14.000 ngày này, trừ đi các ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, kết hôn, sinh con, về quê, bệnh tật, chỉ còn lại 10.000 ngày. Nếu mỗi ngày kiếm được 300.000 đồng, giới hạn tài sản của một người bình thường suốt đời là 3 tỷ đồng. Nếu mỗi ngày kiếm được 500.000 đồng, giới hạn tài sản suốt đời là 5 tỷ đồng. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của bạn đều là một trò chơi, đều là cái bẫy được thiết kế sẵn. Tiền bạn kiếm được luôn không đủ tiêu, bạn có cảm giác này không? Bởi vì thế giới này không cần nhiều người giàu đến vậy. Nếu ai cũng có vài trăm tỷ đồng, ai sẽ quét dọn nhà vệ sinh, ai sẽ đổ rác, ai sẽ trồng trọt, ai sẽ đi vặt ốc vít, ai sẽ giao đồ ăn, ai sẽ chạy taxi. Những công việc bẩn thỉu, mệt mỏi, khổ cực này ai sẽ làm? Để duy trì hoạt động xã hội, cần phải duy trì 80% người dân suốt đời là người nghèo. Để duy trì sự nghèo khó của những người này, những bàn tay vô hình đã sử dụng nhiều biện pháp. Tôi hỏi mọi người một câu, bạn sáng sớm chui ra khỏi chăn ấm, đi làm, bạn có phải vì yêu công ty, yêu sếp, một ngày không gặp họ thì bạn không ngủ được không? Không, đó là vì vài đồng bạc vụn mà thôi. Xã hội muốn phát triển, phải giải quyết được tính lười biếng. Bản tính con người là lười biếng, để khiến họ làm việc phải kiểm soát họ. Làm sao để kiểm soát? Chính là khiến họ không có tiền thì họ mới làm việc. Khi chúng ta nhận ra sự thật này, chúng ta phải làm gì để phá vỡ nó? Hiện giờ tiết lộ sự thật này cho bạn, bạn đang ở đâu, ai đang ăn trên đầu bạn, bạn đang ăn trên đầu ai, bạn phải tìm được vị trí sinh thái của mình. Vị trí sinh thái là gì? Thời xưa có 4 loại vị trí sinh thái, sĩ, nông, công, thương. Sĩ là quan chức, nông là nông dân, công là thợ thủ công, thương là thương nhân. Tại sao lại sắp xếp như vậy? Mời bạn xem tiếp phần 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series, sự nghèo khó của bạn đều đã được thiết kế sẵn. Phần 2, vị trí sinh thái là gì? Thời xưa có 4 loại vị trí sinh thái, sĩ, nông, công, thương. Sĩ là quan chức, nông là nông dân, công là thợ thủ công, thương là thương nhân. Tại sao lại sắp xếp như vậy? Vì 4.000 năm văn hiến của chúng ta là văn minh nông nghiệp, cần nông dân trồng trọt, nên địa vị của họ được đặt cao hơn. Tuy nhiên, việc trồng trọt thực sự thu được rất ít. Việc nâng cao địa vị của họ giống như một giải thưởng an ủi. Trong các triều đại, thợ thủ công không được coi trọng. Họ được gọi là mánh khóe kỹ thuật hoặc tiểu thủ công và họ xếp sau nông dân. Bạn có nhận thấy rằng trong thời cổ đại, thương nhân còn xếp sau công nhân thủ công không? Thương nhân thậm chí còn kém hơn tiểu thủ công, bị dẫm đạp dưới chân. Bạn biết tại sao không? Để tôi tiết lộ sự thật. Trong chính sách cải cách của thương ưởng thời nhà Tần ở Trung Quốc, ông đã viết cuốn Thương Quân Thư. Ông nói rằng muốn quản lý đất nước tốt, phải nắm giữ sức mạnh của nông dân vì số lượng của họ rất lớn. Làm sao để quản lý nông dân tốt? Đây là lời nói có phần gây tổn thương, chính là phải trói buộc họ chặt chẽ vào đất đai. Sau đó, Thương Quân Thư đưa ra 5 chiến lược cho dân chúng. Thứ nhất gọi là yếu dân, làm cho họ yếu đi. Thứ hai gọi là bần dân, làm cho họ nghèo, không có tiền thì họ sẽ ngoan ngoãn. Thứ ba gọi là ngu dân, làm cho họ ngu dốt, không cho họ học hành hoặc đổ vào đầu họ những kiến thức sai lệch. Thứ tư gọi là bì dân, làm cho họ mệt mỏi, làm việc từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, giống như con lừa kéo cối xay, làm đến kiệt sức, về nhà chỉ biết ngủ, không nghĩ gì khác, chỉ biết làm việc. Cuối cùng là nhục dân, làm nhục họ, bắt họ quỳ, lạy, không bao giờ ngóc đầu lên được, không có tự trọng, đầu gối luôn chạm đất. Vì vậy, có người thường nói, quỳ quá lâu thì không đứng lên được. 5 chiêu thức này áp dụng liên tiếp, bạn có nhận thấy nhiều người bắt đầu có tính lệ thuộc thành nô lệ. Có người hỏi Thương Ưởng, nếu 5 chiêu này áp dụng mà họ vẫn không nghe lời thì sao? Thương Ưởng nói giết họ đi, họ không phải dân ngoan ngoãn thì giết họ. Vì vậy, đó là nguồn gốc của sĩ nông công thương. Tại sao lại quản lý như vậy? Vì nông dân trồng trọt là trồng đất của nhà nước, tất cả công nhân thủ công làm việc là phục vụ cho hoàng cung, hoàng gia. Chỉ có thương nhân là không nằm trong số đó, họ làm thương mại, trao đổi, nên không bị quản lý, vì thế họ bị chèn ép và coi thường. Vì chỉ có thương nhân mới hiểu được mật mã của sự giàu có. Tiếp theo, bàn về vị trí sinh thái trong thời hiện đại ngày nay. Vị trí sinh thái 1.0 ngày nay gọi là lao động thể lực. Chúng ta gọi những người này là bán sức. Lao động thể lực là gì? Nhân viên vệ sinh, bảo vệ, công nhân, lái xe taxi, nhân viên giao hàng, nông dân đều gọi là lao động thể lực. Lao động thể lực kiếm tiền bằng gì? Bằng cách bán sức lao động của mình. Họ gặp một vấn đề lớn nhất là bẫy thời gian, mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu thời gian. Vấn đề thứ hai là sức lực giảm dần theo tuổi tác, khi già đi không thể làm việc được nữa, chỉ có thể làm bảo vệ. Lao động thể lực là nền tảng của xã hội này, nhưng họ cũng là nhóm người khổ nhất, tay ngừng làm thì miệng ngừng ăn, thu nhập về không, đấu tranh cả đời nhưng tay trắng, đó chính là lao động thể lực. Người lao động thể lực là gì? Đó là những người làm công việc vệ sinh, bảo vệ, công nhân, tài xế taxi, nhân viên giao hàng và các bác nông dân. Người lao động thể lực kiếm tiền bằng cách bán sức lao động của mình. Vấn đề lớn nhất của họ đó là bẫy thời gian, một ngày chỉ có từng ấy thời gian. Vấn đề thứ hai là khi tuổi tác tăng lên, sức lực giảm dần và không thể làm việc nặng nhọc nữa, chỉ có thể làm bảo vệ. Người lao động thể lực là nền tảng của xã hội, nhưng họ cũng là nhóm người đáng thương nhất. Nếu ngừng làm việc, họ sẽ không có thu nhập,
tay trắng sau cả đời phấn đấu. Có một cụm từ đặc biệt dành cho họ là cần cù làm giàu. Bạn biết cần cù làm giàu là gì không? Bản chất của nó là kéo dài thời gian lao động. Nếu bạn bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, bạn sẽ không làm được nhiều như khi bắt đầu lúc 6 giờ. Nếu bạn về nhà lúc 6 giờ, bạn sẽ không làm được nhiều như khi về nhà lúc 8 giờ. Cụm từ cần cù làm giàu được thiết kế riêng cho những người lao động tầng lớp thấp. Đây là bước đầu tiên trong mật mã kiếm tiền. Chúng ta hãy xem tình trạng sống của những người lao động tầng lớp thấp. Họ có phải là những người đập sắt trên công trường, làm việc trên cánh đồng, giao hàng trên đường phố, hoặc làm việc trong nhà máy không? Họ làm việc trong không gian rộng lớn, vì vậy giọng nói của họ đặc biệt lớn và tính cách đặc biệt nóng nảy. Công việc của họ không ổn định, thu nhập không ổn định, quan hệ xã hội không ổn định và cảm xúc không ổn định. Họ thường xuyên đi làm xa và không kiếm được nhiều tiền. Những người này bắt đầu nhận thức được rằng họ phải đầu tư vào việc giáo dục con cái. Tôi hỏi các bạn, cha mẹ các bạn có từng nói với các bạn rằng chỉ cần con muốn học, cha mẹ sẽ cố gắng hết sức để cho con học. Để các bạn không phải như cha mẹ mình, cả đời không có thu nhập ổn định, công việc không ổn định và sống khổ sở không? Khi con cái của họ học xong đại học, trở thành bác sĩ, luật sư, kế toán, giáo viên, họ sẽ hoàn thành việc thay đổi giai cấp, chuyển sang tầng lớp thứ hai, tầng lớp trung lưu, tức là kiếm tiền bằng kỹ thuật. Họ từ bán sức lao động chuyển sang bán kỹ năng. Bạn có thấy khi bác sĩ, giáo viên, kế toán kiếm tiền bằng kỹ thuật, thu nhập của họ trở nên ổn định không? Họ có thể đạt được mức lương hàng năm là 300 triệu đến 600 triệu đồng. Nhưng họ không thể trở nên giàu có. Bạn đã thấy bác sĩ nào giàu có chưa? Bạn đã thấy giáo viên nào giàu có chưa? Họ chỉ thoát khỏi tầng lớp thấp nhất, từ người cầm sẻng thành người cầm dao mổ, từ người lái máy kéo thành người gõ bàn phím. Họ chỉ hoàn thành việc thay đổi công việc. Thực tế, trên thế giới này không có tầng lớp trung lưu, chỉ có công nhân cao cấp. Nhưng lợi thế lớn nhất của họ là kỹ thuật của họ sẽ ngày càng hoàn thiện theo thời gian. Bác sĩ lâu năm kiếm được nhiều tiền hơn bác sĩ mới vào nghề. Giáo viên lâu năm có lương cao hơn giáo viên mới. Và nhân viên massage lâu năm kiếm được nhiều tiền hơn nhân viên massage mới. Nhưng họ vẫn bị mắc kẹt trong bẫy thời gian. Tại sao bạn vào làm ở một nhà máy nào đó là bắt đầu hành trình trở thành một người làm thuê suốt đời, không thể ngóc đầu lên được? Thực ra, các nhà tư bản đã áp dụng chiến thuật của thương ưởng trong ngự dân ngũ thuật. Họ sử dụng 5 phương pháp này để cố tình làm suy giảm người nghèo, khiến họ dần mất đi chí hướng, trở thành nô lệ, trở thành những con robot, không còn ý chí đấu tranh. Thứ nhất là ngu dân, tức là tẩy não. Lời nói dối được lặp đi lặp lại ngàn lần sẽ trở thành chân lý. Hãy nhìn vào các nhà máy ở phía Nam, họ tuyển dụng công nhân từ phía Bắc vào và sử dụng chiêu này, liên tục tẩy não bạn mỗi ngày. Lâu dần, bạn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì và tuân theo họ vô điều kiện, trở thành con rối của họ. Thứ hai là bì dân, khiến bạn không có thời gian để suy nghĩ. Khi công việc bận rộn, bạn không có thời gian để suy nghĩ. Khi công việc không bận rộn, không có đơn đặt hàng, họ sẽ liên tục làm phiền bạn, khiến bạn mệt mỏi. Mỗi ngày mở họp, liên tục tăng ca, cuối cùng bạn sẽ kiệt sức và không còn muốn suy nghĩ gì nữa, trở thành robot của nhà máy. Nhiều doanh nghiệp bán hàng hoạt động theo cách này. Bạn sẽ thấy mình không có chút thời gian nào trong ngày, công việc, ăn uống và ngủ đã chiếm hết thời gian của bạn. Không có thời gian để suy nghĩ, bạn sẽ trở thành con lừa mù quáng. Thứ ba là nhục dân, dẫm đạp lên lòng tự trọng của bạn để bạn không dám phản kháng, khiến bạn tê liệt. Nhìn vào nhiều nhà máy, mỗi ngày họ họp 3 lần, liên tục la mắng bạn, làm tốt cũng bị mắng, làm không tốt cũng bị mắng, khiến bạn trong nhà máy không có lòng tự trọng, không còn động lực phản kháng. Mọi người đều bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, không ai dám phản kháng nữa. Thứ tư là bần dân, kiếm tiền ở nhà máy và tiêu tiền cũng ở nhà máy. Đừng nghĩ đến chuyện mang về nhà, khiến bạn luôn trong tình trạng không có tiền, phải làm việc liên tục cho nhà máy để duy trì cuộc sống cơ bản của bạn. Bạn nằm trong tầng lớp nghèo khó lâu dài, không thể ngóc đầu lên, điều này khiến bạn người nghèo chí ngắn. Không có tiền thì bạn dám nghĩ gì khác nữa. Bởi vì bạn luôn là người nghèo, nên bạn chấp nhận nghèo mà tiếp tục làm việc cho nhà máy. Sự nghèo khó khiến bạn không còn động lực khởi nghiệp hay bất kỳ ý tưởng nào khác. Thứ năm là nhược dân, người lao động càng yếu thì càng không có tinh thần phản kháng, nhà máy càng mạnh dù người xấu quản lý người tốt, khiến công nhân làm việc chăm chỉ cả đời mà không có ý tưởng gì khác, cả đời không thể ngóc đầu lên. Thuật cai trị là cuốn sách mà các ông chủ doanh nghiệp phải đọc. Hiểu thuật cai trị mới hiểu được logic trỗi dậy của người tầng lớp thấp, mới có thể khiến người tầng lớp thấp không trỗi dậy, làm việc chăm chỉ cả đời cho người giàu. Thuật cai trị cũng là cuốn sách mà người nghèo phải đọc. Hiểu thuật cai trị mới hiểu được logic bóc lột của nhà tư bản, mới không bị nhà tư bản bóc lột, tránh bị nhà tư bản áp bức, tránh làm trâu ngựa cả đời cho người giàu.